Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Mình là Amin Kha đây, và hôm nay thì mình sẽ là người đầu tiên được trên tay cái chiếc Realme V2 Pro này. Wow, rất là nhanh thôi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn các bạn nhé. Cái hộp của nó thì cũng đã gọi là rất quen thuộc rồi, với cái tông nền vàng và chữ thì màu đen. Và trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện thoại Hay đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Wow, ok. Và để xem là cái mức giá như thế này thì có xứng đáng với lại chiếc máy này không đây. Đó, ok, mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ này. Bên trong cái hộp nhỏ này sẽ là một cái ốp lưng silicon. Đó, thế thôi. Nhân vật chính chúng ta. Và các bạn có thể thấy cái dòng chữ ở đây này, bước nhảy vọt này, hay là dám nhảy hay là cái gì đó. Nhưng mà cơ bản ở đây thì nó đang đánh dấu với lại một cái kiểu là gọi là cái sự chuyển mình, đó, nâng cấp của cái thế hệ này. Đó, và nó, cái mặt lưng của nó rất là đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp các bạn ạ. Wow. Ok, nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ ngắm nghía nó nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đáy hộp trước đã. Đến với phần đáy hộp thì chúng ta sẽ có là một cáp sạc Type-C này, một que chọc SIM này. Đó. Và một củ sạc để xem rằng công suất của nó bao nhiêu. Công suất của nó sẽ là 65W các bạn ạ. 10V 6.5A max. Wow. Tuyệt vời chưa nào? Hôm sau thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một video test pin với lại cái con máy này. Công suất sạc quá khủng. Ok, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính nè. Ok, và đến với nhân vật chính thì chúng ta có thể thấy được rằng là với một cái form thiết kế rất là quen thuộc đúng không nào? Ở đây thì mình sẽ đưa cái chiếc máy Realme V2 này. Realme V2 thì nó sẽ có cái dòng chữ Realme. Còn đối với lại trên cái chiếc Realme V2 Pro thì chúng ta sẽ có là một cái dòng chữ Dtulip rất là đẹp. Thiết kế gọi là nó khác biệt hẳn luôn đó các bạn à. Và cụm camera ở đây thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là nó sẽ có tới 4 ca biến thay vì là chỉ 3 ca biến như là trên cái chiếc Realme V2. Form thiết kế thì nó sẽ khác đó, tại vì là nó khác về nhau về tấm nền nữa mà. Cái con Realme V2 Pro này thì nó sẽ có chúng ta là một cái màn hình Super AMOLED có độ sáng lên tới là 600 nits và được tích hợp thêm ca biến vân tay bên trong màn hình thay vì là IPS LCD như trên con kia. Tuy nhiên thì cái màn hình này nó sẽ chỉ có chúng ta là một cái tần số quét là 60Hz thôi, chứ cũng không được là lên 90 hoặc là 120Hz như là trên cái chiếc Realme V2 với mức giá khoảng 6 triệu như thế này. Và ở đây thì với cái độ phân giải Full HD cho một cái kích thước màn hình 6.4 inch thì mình đánh giá rằng là nó thật sự cho ra một cái khả năng hiển thị rất là tuyệt vời. Cái tấm nền AMOLED này thì gần như không có gì để chê rồi về độ sáng, chất lượng màu sắc cũng như là độ mỏng của viền. Tổng thể thì rất là hài hòa và cực kỳ là hợp lý trong khung giá này. Camera selfie của chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là một độ phân giải 16 megapixel. Và nó làm nhỏ gọn hơn so với lại trên cái chiếc Realme V2 các bạn nhé. Đây, cái kích thước của nó sẽ nhỏ gọn hơn này, các bạn có thể xem được. Mình sẽ cho các bạn xem, đấy, nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn. Đó. Thì đây cũng là một điều mà mình thấy rằng là nó cũng có một cái sự nâng cấp gì đó. Nó tinh tế hơn về cái lối thiết kế. Bên trên thì chúng ta sẽ có là một cái dải loa thoại này. Cạnh trên của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một micro này. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này. Đó, được tách rời, hành trình phím cũng như là độ hoàn thiện rất là chắc chắn. Khuôn viền này thì chỉ là khuôn viền nhựa thôi. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có là một khay để lắp thẻ SIM. Con này thì có thể lắp được hai SIM hai sóng này, một cái cổng sạc Type-C và một cái loa ngoài. Đó. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cái phím nguồn được điểm xuyến cái đường kiểm màu vàng ở đây, rất là quen thuộc luôn. Trên những dòng Oppo rồi Reno các thứ thì nó cũng sẽ có một cái kiểu phím nguồn như thế này. Đó, mặt sau của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cụm gồm 4 camera sau, bao gồm là một cảm biến chính có độ phân giải là 48 megapixel này. Camera góc rộng sẽ là 8 megapixel, còn lại thì sẽ là hai camera đo chiều sâu và macro có chung độ phân giải là 20 megapixel các bạn nhé. Tại vì chất lượng cho ra thì nói chung là với một cái camera nằm trong phân khúc 6 triệu đến từ Realme thì mình chắc chắn rằng là nó sẽ cho ra một cái chất lượng rất là tốt, lọt top trong cái tầm giá này đó. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái phần trọng lượng tổng thể thì nó cũng không quá nặng, cầm nói chung là rất là đầm tay. Và với cái form thiết kế như thế này, với cái phần mặt lưng này, các bạn sẽ thấy này, Dtulip, cái dòng chữ này nó rất đẹp. Đây chính xác là cái màu mặt lưng mà mình mơ ước. Mình đã thấy trên cái chiếc Realme 7 Pro nhưng mà rốt cuộc cái chiếc Realme 7 Pro nó lại không có. Đó, cái dòng chữ Dtulip này kết hợp với cái mặt lưng này nó cho ra một cái gì đó trẻ trung và thật sự rất là ấn tượng các bạn à. Rất đẹp, phải gọi là như thế, rất đẹp. Wow, mặt lưng này phải gọi là siêu phẩm này. Cái màu mặt lưng ấy, chứ còn cái tổng thể cái form thiết kế này thì cái cụm camera nó đã lại giảm đi cái phần độ đẹp của cái mặt lưng này rồi. Thật sự, con này không biết cái mặt camera nó như thế nào nữa, nhưng mà kiểu camera nó đặt như thế này nó không phù hợp lắm. Nhìn chung thì nó cũng gọi là hài hòa, nhưng mà mình không thích cái cụm camera như thế này. Camera thì nói chung là cũng không quá lồi nữa. Thì tổng thể nó gọi là hài hòa.
dòng chữ Detolip này nó rất là đẹp trên cái nền màu Guardian chuyển như thế này các bạn ơi. Đây các bạn có thể thấy được này. Mình phải tạm dừng đóng băng thời gian lại để mình khen cái mặt lưng của con này. Còn về phần cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một con chip Dimensity 800U với RAM tối thiểu sẽ là 8GB và bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Đây là cái option tối thiểu của cái con này. Đó. Thì với con chip này thì mình đã có một cái trải nghiệm không hẳn là quá tốt trên cái chiếc Realme Q2 này. Thật sự chiếc Dimensity 800U là hiện tại nó vẫn chưa được tối ưu. PUBG Mobile cũng như là Liên Quân Mobile ấy thì nó cho ra một cái trải nghiệm thật sự chưa ngon lắm. Đó, về cái sự ổn định. Liên Quân thì thậm chí là nó còn bị giới hạn cấu hình bởi cái FPS nữa cơ, chỉ khoảng là 30 FPS thôi. Trong khi là điểm GPU của nó là được sánh ngang với lại cái con chip Snapdragon 765G. Đó thì đây là một điều mà mình thấy rất là tiếc. Còn về phần giao diện người dùng thì vẫn sẽ là Android 10 và Realme UI 1.0. Đó thì cũng không có gì gọi là quá xa lạ ở đây nữa cả. Đó, với những cái chiếc máy xách tay đến từ Realme thì chúng ta đã có sẵn tiếng Việt rồi. Điều này thì là một cái ưu thế so với lại những chiếc máy đến từ Xiaomi, Redmi. Đó, và viên pin của chiếc máy này nó sẽ có dung lượng là khoảng 4.300 cho công suất sạc tối đa lên tới 65W. Hôm sau thì mình sẽ gửi đến cho bạn là một video test sạc pin với lại cái chiếc máy này. Khi mà nó có chúng ta một cái công suất sạc khủng như thế, hy vọng rằng là nó chỉ hoàn thành viên pin có dung lượng 4.300 này trong vòng là khoảng 30 phút thôi. Đó, thì rất ấn tượng đúng không nào? Ok, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho bạn với lại cái chiếc máy này. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy Realme Q2 Pro với mức giá khoảng 6 triệu đồng này? Nó có thật sự là xứng đáng hay không? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.